Rồi hello, mình xin chào cả các bạn ha. Hôm nay mình chuẩn bị tiến hành xử lý một cái ca máy cái bo nguồn các bạn. Cái máy hiệu Sony nó bị hư cái bo nguồn, mình nhận lại của một cái bạn đồng nghiệp ha các bạn ạ. Cái bo của mình nhận là cái máy 70 các bạn. Cái bo này các bạn ơi. Cái bo là 70 x 8.5B. Cái dòng bo này nó khá là hiếm các bạn, cho nên là hiện tại bây giờ là do nó sản xuất khá là lâu rồi, cho nên là trong hãng không còn bo nữa các bạn. Thì mình lãnh sửa lại, thì mình kiểm tra, mình đo sơ qua thì mình thấy nó đứt cầu chì các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xử lý cái ca máy này cùng sửa với các bạn xem nha các bạn. Thì mình nhìn sơ tổng quát qua thì mình thấy cái khu vực này các bạn. Cái khu vực này chính là cái nguồn cấp trước các bạn ha. Thì thường cái nguồn cấp trước này nó được nắn bởi hai con iốt này đó các bạn. Thì nó rơi vào tầm khoảng 3.5 các bạn. Đấy, cái nguồn cấp trước của mình cho cái bo vi xử lý nó hoạt động các bạn là tầm 3.5 ha. Còn đây các bạn xem, đây có 2 amp này, có một cái biến thế này, biến thế khu vực này. Thì cái khu vực này chính là cái khu vực là nó chạy cái nguồn cấp sau các bạn. Nó chạy nguồn cấp sau, nó nắn ra cái dàn tụ này. Thì cái nguồn này là nó rơi vào khoảng 13V các bạn ha. Thì cái 13V này là nó để nó chạy cho cái màn hình và cái bo vi xử lý, chạy ví dụ như là âm thanh rồi những cái nguồn cấp sau này nọ các bạn. Đó là nguyên cái khu vực này là nguồn cấp sau. Còn cái khu vực bên đây các bạn, cái khu vực bên đây chính là cái nguồn led các bạn. Hai biến thế này chính là nó chạy cái mặt này là cái mặt cấp cho led đó, các bạn thấy nó đi ra đây không? Là nó chạy là do cái máy này nó khá là lớn, cho nên là cái mặt led của nó là nó chạy trực tiếp từ cái nguồn nóng luôn các bạn đó, nó chạy trực tiếp từ cái nguồn nóng luôn, nó xài hai biến thế này nó chạy qua cái mặt cấp led các bạn đó. Còn cái khu vực đây là các bạn, cái khu vực này chính là cái khu vực của cái mặt nâng áp đó, nó chạy biến thế nâng áp, nó chạy hai biến thế các bạn. Đây là như một dàn phét là diode phét này chính là biến thế nâng áp, hay còn được gọi là cái nguồn bội áp các bạn, cái nguồn ổn áp đầu vào các bạn ha. Thì mình đo sơ qua thì mình phát hiện ra là cái máy này hiện tại đang bị lỗi cái nguồn nâng áp các bạn, nghĩa là ba con phét này giờ hiện tại mình đo mình thấy nó chập rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo sơ qua cho các bạn xem để các bạn cùng xem các bạn ha. Thì đây các bạn thấy ở dưới đây là nó chạy là khá là nhiều IC rồi các bạn. Đó, IC. Thì cái khu vực mà nguồn cấp trước nè, mình thấy khu vực nguồn cấp trước là nó chạy là có IC và công suất riêng này các bạn đó. Còn cái khu vực mà led thì nó chạy một mình con IC riêng các bạn ơi. IC riêng nó thông qua cái đường opto này để điều khiển con IC để chạy mặt led các bạn ha. Nó có một đường là điều khiển, một đường là hồi tiếp các bạn đó, chạy là hai con opto này là nó phục vụ cho cái mặt cấp led đó, khu vực này là led ha. Còn cái khu vực mà cái nguồn cấp sau là nó được quản lý bởi con IC dao động này các bạn. IC dao động này. Còn cái mặt nâng áp của mình nè, cái mặt nâng áp này thì nó chạy con IC đệm nè, cái IC dao động nhỏ này. Thì cái việc của mình bây giờ mình sửa chữa chính là mình xử lý cái nguồn nâng áp ở khu vực này các bạn. Cái nguồn nâng áp này hiện tại giờ mình đo này các bạn. Đây mình đo cho các bạn xem ha. Là hiện tại giờ mình đo vô mình thấy là có dấu hiệu là nó chập nè. Mình đo vô mình thấy dấu hiệu là chập phét. Chập phét nguồn nâng áp các bạn ha. Đây là lý do tại sao mà nó đứt cầu chì các bạn. Thì mình đo vô cái cầu, đây là cái cầu nè các bạn. Nó chạy hai cầu nắn song song nhau nè, mục đích là nó tăng dòng các bạn. Mình đo mình thấy cái chân nguồn vào là chập rồi. Chân AC nguồn vào là chập rồi. Thì bây giờ trước mắt của mình bây giờ là mình sẽ xử lý cái khu vực này các bạn. Thường thì nó chập phét này mình đo là ba con này song song nhau chập. Thì bây giờ mình sẽ đo cái chân G với S xem cái con nào chập nhiều các bạn. Đây các bạn, con này nó chập cái đồng hồ mình nhìn giấy trên cùng là nó được khoảng 40 các bạn nó khoảng 30 đến 50 thì cho nằm giữa 40 ha. Rồi còn bên này cơ, con nào chập nhiều nhất thì mình sẽ hút con đó ra các bạn. Mình đo thì mình thấy là con này chập nặng nhất các bạn ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình hút con này ra xem coi là cái máy của mình còn chập nữa hay không. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hút ra. Con này hút là cũng hơi khó các bạn, chì chân khá là nhiều. Đây mình hút cái rum này ra để mình tách ra các bạn. Mình hút cái chân nó khó, mình hút cái rum này ra các bạn ha. Đây nó có cái rum nè. Đó. Mình hút ra mục đích là mình xem con nào chập trong tổng thể ba con đó các bạn. Tại hiện tại giờ là ba con nó chạy song song nhau, thì bây giờ là nếu như mà mình hút hết thì nó nhiều lắm các bạn. Mục đích của mình là giờ là mình hút để mình cô lập ra xem cái con nào chập cái đã các bạn. À. Bây giờ mình sẽ đo thử coi con này là nó chính xác có phải con này chập không.
à, mình hút của nó ra là mình thấy là các bạn, các bạn để ý cái đồng hồ cho mình ha, là hết chập các bạn ơi, à, hết chập nè. Vậy là chứng tỏ là cái con này là cái con nó bị chập nè các bạn. Khi mà mình gắn nó vô á, mình cho nó chạy ba con song song nhau thì cái con này nó chập, nó lan qua hai con này các bạn. Cho nên á, cái điều mà mình kiểm tra á, mình đo cái chân G nè các bạn, à, thấy không, cái chân G nè nó chập xuống mát so với hai con này là ít hơn. Cho nên là chính vì như vậy cho nên là mình mới phát hiện ra được là cái con này nó bị chập các bạn ha. Khi mà nó chập á, DS thì nó có khuynh hướng là trên G nó cũng sẽ chập theo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra để mình gỡ nó, mình gỡ ốc nó ra để mình lấy ra cho dễ các bạn ha. Đó, mình tháo ốc nó ra để cho mục đích là nó tản nhiệt xuống mát ít đi các bạn. Để mình lấy mình tháo nó ra cho dễ hơn. Đó. Cái con này hút ra là hơi khó ha. Con này hút khó quá, mình rút nó ra luôn các bạn ơi. Mình cho nóng và mình rút nó ra luôn chứ chân nó bám dữ quá các bạn. Chân chì nó bám, nó bám chặt quá, mình hút hoài nó không ra các bạn. Đây là con phét nó bị chập nha các bạn. Để mình xem coi cái chân của nó có bị có dấu hiệu đánh lửa không các bạn. Thường là con phét nó chập nó có nhiều con nó bị đánh lửa chân các bạn ha. Cái nắt này các bạn, mình thấy cái dấu hiệu của nó là cái nắt của chân này nè, chân này với chân này nè các bạn. Thấy không, lâu ngày quá nó chạy á, nó đen hết rồi. Cho nên là nó hay có hiện trạng là đánh lửa trên này qua trên này các bạn. Đánh lửa qua nó chết các bạn ha. Khi mà các bạn gặp những cái trường hợp mà phét mà nó chạy lâu ngày các bạn lấy cái cưa này các bạn. Cưa cái nắt nó ra. Ví dụ như những con mà nó đang chạy tốt các bạn phải tháo cho các bạn là cái cưa, các bạn cưa chân như vậy nữa. Đấy. Mình cưa chân nó bên hông nó cãi như vậy. Là những con mà còn sống còn lại nha các bạn cưa đi một cái là nó sẽ không đánh lửa qua lại thì sẽ chạy nó ok hơn các bạn ha. Nó lâu ngày quá là nó ten ra là nó ấy, là mình cưa ra mình đo lại xem nó còn chập các bạn. Nó vẫn chập là chết luôn rồi ha. Rồi sau khi mình tháo con phét nó hư này ra là các bạn. À, mình tháo ra thì bây giờ mình sẽ đo đạt lại xem coi là cái trở kháng trên G của nó sao các bạn ha. Bây giờ mình đo hai con này, mình đo mình thấy là nó hết chập nữa các bạn. À, mình đo hết chập rồi ha, chập kim rồi, à, đồng hồ chập. Mình đo lại cái cầu các bạn. À, cái cầu của mình là không còn dấu hiệu chập nữa các bạn ha. Đây, nguồn ra nè. Đấy, nguồn ra một chiều lên, một chiều không lên là nó lên con đi ốt trở kháng trên bo nha các bạn. À, nguồn vào hết chập rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái chân G của nó xem coi chân G có bị chập không các bạn. Chân G thì mình đo là nó lên cái trở kháng phân cực trên bo các bạn. À, mình thấy là ok các bạn ha. Sau khi ok và mình chưa biết nguyên nhân tại sao con phét này nó chết thì mình có thể tiến hành mình cho nó chạy thử nha các bạn. Mình bỏ một con ra thì vẫn chạy việc, nó vẫn làm việc tốt nha các bạn ha. Đây các bạn để ý nè, đây nó có ba con điện trở này các bạn. Ba con điện trở này nó đều lấy từ một cái đường ra của cái con chăn ngay to khuất đại đệm này các bạn. Nó khuất đại cái biên độ tín hiệu ra để cho nó chạy, nó lái ba con phét này các bạn ha. Đó, từ xe dao động này các bạn để ý không, xe dao động nó đi ra trên này, nó đi vào đây này. Đường này xong nó lấy ra ở trên này. Trên giữa anh mát các bạn ha, nó lấy ra trên này xong từ trên này nó mới chia cho ba nhánh này các bạn. Nó chia ba nhánh nó đi vô ba con phét này thì ba con phét này mục đích là gì? Nó tăng dòng thôi các bạn. Thì khi nó chết một con thì mình tháo bỏ một con, mình cho hai con chạy thử thì vẫn test mình sửa ok các bạn ha. Sau khi mình sửa chạy ok tốt rồi lúc đó mình kiếm con phét mình đóng vô sau thì vẫn được các bạn. Chứ không nhất thiết là mình phải kiếm đủ ba con thì mình mới cho chạy được các bạn ha. Rồi, mình cũng nói luôn cho các bạn là khi những cái dòng phét này các bạn mà nó chết mà không rõ nguyên nhân ấy, thì mình sẽ hình dung ra là do có thể là do cái nguồn boot áp này các bạn, hoặc cái nguồn đầu vào nó không ổn định các bạn, nó làm cho những con phét này chạy nó có thể chết, hoặc bản thân những cái con phét này nó chạy lâu ngày nó già cỗi nó cũng chết các bạn. Thì cái đường mà hồi tiếp boot này các bạn để ý cái cọc dương này ha. Đây là cái cọc dương của tụ này. À, mình đi mình dò về nè các bạn. Mình dò cái cọc dương về nè các bạn. Đó, mình thấy không? Nó đi ra đây nè các bạn, nó đi qua cái nhánh này các bạn. Các bạn thấy hai cái nhánh này ha. Thì hai cái nhánh này là cầu phân áp nè các bạn. Các bạn để ý nè, một nhánh này nè. À, nó phân áp nó đi vào đây, nó đi vô đây, nó đi vô xe dao động bên đây. À, còn một nhánh bên dưới này nè các bạn, nó đi vô đây, đi vô đây, đi vô dao động bên đây. Thì hai cái nhánh này là có hai tác dụng khác nhau các bạn. Cái nhánh bên dưới này chính là cái nhánh điện trở cầu phân áp để nó đưa về xe dao động để nó quyết định được cái nguồn ra các bạn. Cái nguồn ra từ cái mặt nâng áp này nó quyết định cái nguồn ra là bao nhiêu volt để nó chốt áp các bạn ha. Còn cái nhánh bên đây này các bạn là nó giống như một cái mặt ACDS.
để nó đưa về cho anh xe dao động này, để có dòng nguồn cấp sau này các bạn, nó biết được là cái nguồn của mình đã nâng áp hay chưa. Nếu như cái nguồn của mình nó đưa về thấp là con dao động này nó sẽ hiểu là cái nguồn nâng áp của mình chưa hoạt động, thì con dao động này sẽ không có xuất cái lệnh ra để cho nó chạy cái biến thế nguồn cấp sau nha các bạn. Đây chính là một cái mặt gọi là cái mặt giống như là cái mặt so sánh áp đấy bạn, để con đi xe nó biết được áp thấp hay áp cao, nâng áp đã làm việc hay chưa thì nó mới làm việc được các bạn. Còn nếu như mình không có cái mặt đường này thì nó đâu có biết được là nguồn nâng áp của mình đã hoạt động hay chưa để nguồn cấp sau nó chạy các bạn. Đó là cái nguyên lý là nó tự phân cực cho nó ha, nó tự làm việc ở chế độ tự động các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ba cái đèn chờ này ra các bạn, để mình xem coi là nó có bị lỗi hay nó có bị lý do gì, nó có bị già hay không mà cái mặt nâng áp của nó lại chết các bạn. Tại cái điều mình quan trọng là mình sợ là trên cái đường hồi tiếp này nó có vấn đề các bạn ha, thì nó làm cho cái mặt nâng áp này hoạt động không có tốt thì nó cũng xảy ra hiện tượng là chết phét các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra, mình đo sơ ba cái điện trở này coi là nó có dấu hiệu là già hay là nó tăng chỉ số hay gì không các bạn. Tại do mình đã từng làm nhiều cái nguồn bút rồi, cái nguồn nâng áp rồi các bạn, mình để ý thì mình phát hiện ra là những cái con điện trở này các bạn nó chuyên gia là bị lỗi keo rồi, nó bị lỗi keo rồi, nó bị già các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy màu hàn mình chích sơ vô nữa các bạn. Đó, mình chích sơ vô mấy cái điện trở này ha. Rồi mình sẽ tháo một cây ra để cho nó hở mặt ra, mình đo cho dễ các bạn. Đó, mình tháo một cây ra ha. Điện trở số, đồng hồ số mình đo cho các bạn dễ xem nha các bạn. Tại vì do cái con điện trở này nó khá là cao, nó tới 225 các bạn, là nó tới tính hàng mê rồi. À, bây giờ mình sẽ chập kim để mình đo cho các bạn xem là cái con điện trở này là nó chính xác là nó ra nhiêu rồi. Đây con điện trở này của mình đo ra là nó được 2,3 mê các bạn. Con điện trở này 2,3 mê ha. Con này coi. Con này là 2,18 mê này các bạn. Rồi con này coi. Con này là 2,18 luôn. Vậy là hai con sau này ok các bạn ơi. Con thứ nhất này là mình thấy có dấu hiệu là muốn tăng chỉ số các bạn. À, mình đo là nó ra được tới 20-30 mấy này các bạn. Khi mà dòng điện nó chưa có chạy qua mà điện trở nó bị lệch, nó bị sai như vậy rồi, thì khi nó chạy qua thì khả năng là nó sẽ dễ làm cho cái điện trở này nó bị nóng lên, nó bị sai chỉ số nhiều hơn các bạn. Nó sẽ dễ làm cho cái nguồn nâng áp của mình nó bị lỗi các bạn ha. Đó. Các bạn để ý không? Ba cây điện trở này là chỉ số như nhau, nhưng có một cây này nó bị tăng chỉ số nhẹ các bạn ha. Thì khi tăng chỉ số nhẹ này thì máy vẫn chạy được, nhưng mà trong quá trình chạy á các bạn, thì mình nghĩ là khả năng là nó sẽ bị sai số nhiều hơn và nó làm cho cái cây điện trở này nó bị lỗi các bạn ha. Cái này là 225 mà mình đo lại lên được 23, lượng tăng gần 100 kg các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình thay cái điện trở này luôn cho nó an toàn nha các bạn. Mình tìm được một con là 2204 nha các bạn. Thì 2204 thì nó cũng tương ứng là 225 các bạn ha. Cái này điện trở này nó 5 vòng màu, nó thêm vòng nữa các bạn. Thì thêm vòng nữa thì nó sẽ giảm đi con số 0 nha các bạn. Đây con này là mình nó to hơn xíu là, nhưng mà mình nghĩ là nó chạy sẽ bền hơn các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ tháo nó ra để mình đo thử các bạn. Đo thử con này thôi là nó chuẩn hay không thì mình gắn vô cho nó an toàn các bạn. Đây cái điện trở của mình nó rớt xuống đây ha. Đây mình đỡ lên đo nữa các bạn. Rồi. Đó đồng hồ của mình nó lên được là 22 luôn các bạn, chuẩn luôn ha. Đó, 22 là 20-19 là 22 đấy các bạn. Cái điện trở nó hơi nhỏ, cái này của mình nó hơi to hơn xíu, nhưng mình gắn nghĩ là ok các bạn. Đây. Mình gắn vô là mình nghĩ là nó ok các bạn ha. To tí dòng nó cao quá ha. Càng bền. Đó, mình cho nó nằm hơi nghiêng xíu là nó ok các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh sơ đi rồi mình cho máy nó chạy test thử nha các bạn, là khi mình chưa cần thay phét thì bo của mình nó chạy được hay không. Đó. Power on. Đây các bạn, trên power on là trên ngoài bìa ngoài cùng nữa các bạn. Trên ghi là power on nè, trên ngoài bìa trên cùng là trên này các bạn ha. Đây trên bé xíu này các bạn, mình sẽ đá lên giả vô cái chân power on này để cho cái nguồn bội áp của mình, nguồn boost hoặc là nguồn cấp sau mới chạy nha các bạn. Còn nếu như mình không đá cái lên giả vô đây là cái nguồn của mình nó không chạy đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ kiếm cái cọng dây điện mình câu từ cái chân này qua cái nguồn 3V5 nguồn cấp trước các bạn, để mình đá lệnh giả ha. Đây cái chân này là cái chân power on off này các bạn, mình hàn cho nó cọng dây vô đây. Đó. Rồi mình câu qua cái chân ngay cái đầu của nó diode này các bạn. Đó. Để mình đá lệnh giả.
treo tại giá luôn các bạn. Còn một cái thao tác nữa các bạn, cầu chì ha. Cái này nó bị đứt cầu chì, nãy mình đo đứt cầu chì, mình thay cầu chì luôn. Chì này đứt rồi các bạn. Chính là mình gắn cầu chì nha các bạn. Cầu chì này xài trên hàn trực tiếp chứ không có xài cầu chì cắm các bạn. Cầu chì này hãng nó xài trên hàn trực tiếp như vậy là có tác dụng là tránh những trường hợp là nhiều bạn là không phải trong ngành các bạn. À, khi thấy đứt cầu chì là mình đi mua cầu chì mình gắn vô là nguy hiểm các bạn ha. Thì hãng xài cầu chì mục đích là hàn trực tiếp như vậy để cho những cái bạn nào mà không phải là kỹ thuật là không có gắn được các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp điện các bạn ha. Thì sau khi mình treo tại giả nè các bạn, mình đã lệnh on off nè. Thì cái máy của mình hiện tại bây giờ là mình đã xử lý con điện trở nó bị tăng dị số trên cái đường hồi tiếp bên cái nguồn nâng áp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm điện mình thử. Mình chưa cần thiết gắn vô con phép này các bạn ha. Thì do cái máy của mình đang lỗi trên cái nguồn nâng áp cho nên là mình sẽ để cái đồng hồ mình đo trước là cái nguồn nâng áp các bạn. Để khi mình ghim vô, ví dụ như cái nguồn nâng áp của mình nó có tăng cao hay là nó có vấn đề gì là mình rút điện ra ngay các bạn ha. Nếu mình để lâu quá lúc này tăng cao quá nó nổ tụ các bạn. Nó rất là nguy hiểm ha. Do là mình sửa cũng quen rồi các bạn, cho nên là mình không cần thiết là mình treo cái tải qua cái cầu chì các bạn. Có một số bạn là mình treo bóng đèn qua cái cầu chì để cho mình bảo vệ an toàn khi mà mình mới cắm điện các bạn ha. Nhưng do mình làm quen cái cách là xử lý ok, mình ghim luôn các bạn ơi, không có cần qua bóng đèn gì hết ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem là cái nguồn nâng áp của mình nó chạy là lên bao nhiêu vôn các bạn. Hiện tại bây giờ mình ghim vô thì mình thấy cái nguồn nâng áp nó lên được là 398V các bạn. Chạy khá là ok. Và cái nguồn cấp trước rồi các bạn, nó đã chạy ổn định rồi nè. Nguồn cấp sau thì mình thấy là cũng ok. Giờ mình sẽ tiến hành mình đo nha các bạn. Cái nguồn nâng áp của mình ok rồi mình mới tiến hành mình đo mấy cái nguồn ra các bạn ha. Nguồn nâng áp mà nó chưa ok mà mình đo thì nó nổ cái là chết luôn các bạn. Rồi mình đo cái nguồn này ra được là 3V5 nè các bạn. Chính xác 3V5 luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái nguồn cấp sau coi ra được nhiêu. Cái nguồn cấp sau mình đo ra được là 12V6 nha các bạn. Đó, 12V5, 12V6 nè. Đó. Còn cái nguồn bên cái mặt led này thì mình nghĩ là chưa có đâu các bạn. Mình đo thử coi có hay không ha. Tại vì cái nguồn mặt led này nó phải có led với lại nó có lệnh nó mới chạy các bạn. Mình đo cái nguồn led là chưa có này các bạn. Thì cái nguồn led này chưa có là đúng rồi các bạn. Tại vì cái mặt bên cái biến thế led này là nó phải có cái lệnh bắt light on rồi cái lệnh sáng tối rồi rất là nhiều lệnh thì cái nguồn bên led này mới hoạt động được các bạn. Và thậm chí là mình phải gắn led vô nó mới duy trì dao động được. Còn mình không có led thì cái nguồn led này nó cũng không chạy các bạn ha. Thì mục đích của mình cái bo này của mình là nó chập bên cái nguồn bội áp các bạn. Cái nguồn nâng áp thì mình xử lý như vậy là đã ok. Thì máy Sony mình xử lý cũng khá là nhiều ca rồi các bạn. Là đa số là nó hư cái nguồn nâng áp này là nguyên nhân chính của nó là nó lỗi trên cái đường hồi tiếp về các bạn ha. Đây cái đường hồi tiếp để mình phân tích cho các bạn. Cái đường hồi tiếp trên cái mặt nâng áp này các bạn, đa số là điện trở trên cái đường hồi tiếp này nó có vấn đề. Đấy, nó làm cho cái nguồn nâng áp này của mình nó chạy không ổn định các bạn. Nó làm cho cái nguồn nâng áp nó bị nổ các bạn ha. Thì sau khi mình gỡ con nổ ra thì mình gắn vô thì chạy ok rồi. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái con phét nguồn nâng áp mình gắn vô đủ nha các bạn. Cũng khá là nhiều rồi các bạn. Mình tháo một đợt trước cái bao trước mình thử mình đã tháo một con phét nguồn nâng áp rồi các bạn. Bây giờ còn con còn lại mình tháo nốt nha các bạn. Cái này là những con phét này là trong cái bo Sony là nó chuẩn luôn các bạn. Mình lấy ngay khu vực nguồn nâng áp luôn là dòng tần số hay là tất cả mọi thông số là nó ok các bạn ha. Cái phét này thì mình lấy đúng vị trí đúng thông số thì số khác nhau mình gắn vẫn ok nha các bạn. Mình không nhất thiết là mình phải lấy đúng số các bạn ơi. Tại vì mình lấy đúng cái phét ở khu vực nguồn nâng áp là thứ nhất nè. Thứ hai là mình lại lấy phét trong cái bo Sony luôn các bạn. Thì về thông số kỹ thuật thì hãng thường là người ta sẽ tính toán hết rồi các bạn. Về cái nguồn nâng áp, nguồn bội áp cấp trước cấp sau là người ta dùng cái loại phét gì là nó có hết các bạn ha. Mình cứ lấy đúng cái khu vực đó là mình khỏi cần tra ra ship các bạn. Còn nếu như các bạn đi mua là các bạn cần phải mua đúng loại nha các bạn. Đúng chủng loại thì phét nó mới đáp ứng được cái dòng và cái tần số và cái vôn luôn các bạn ha. Một con phét muốn thay dạy chuẩn thì các bạn đặt ra 3 chỉ tiêu cho mình ha. Thứ nhất là dòng cấp cho cái con phét nè. Thứ hai là cái số vôn nè, điện áp định mức nè. Thứ ba là tần số nha các bạn. Các bạn phải kiểm tra 3 thông tin đó thì mình mới thay thế phét được. Rồi mình ghim vô. Hiện tại bây giờ là cái đồng hồ mình thấy là nó ra là vẫn đạt là 398 giống như cái lúc test lần đầu các bạn ha. Bóng đèn cấp trước cấp sau là đã ok. Vậy là máy của mình đã chạy tốt rồi các bạn. Rồi. Thì với những cái dòng bo mà Sony chuyên nổ các bạn, chuyên hư nguồn bội áp thì các bạn cứ tiến hành làm những cái bước như mình nha các bạn.
thì chắc chắn là nguồn sẽ chạy ok, tại mình đã sửa qua khá là nhiều. Và cái thời gian gần đây các bạn, là sau những cái tháng 7, những cái tháng mà mưa bão nhiều á, là những con fet nó có dấu hiệu là rỉ chân, ten chân, nó đánh lửa qua nhau các bạn. Do cái nguồn nâng áp cái tần số nó khá là cao, cho nên nó đánh lửa làm cho chết fet các bạn. Có nhiều cái bo của mình là nó chỉ bị đánh lửa chết đơn giản thôi. Thì khi các bạn sửa lại thì cái bo của mình chạy vẫn khá là ok ha các bạn ha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn ở những video sau nha các bạn.